Chào các anh chị em, hôm nay chúng ta có một cái buổi Zoom rất là đặc biệt là trên Zoom của chúng ta có tiến sĩ Joseph Chang, người dẫn đầu chương trình nghiên cứu khoa học của công ty New Skin, và có rất là nhiều dĩ nhiên các anh chị cũng biết là những cái công nghệ mà chúng ta có dịp sử dụng, đặc biệt là công nghệ về AI, thì đây là một trong những người đứng đằng sau đó, và từ đó tới nay rất là nhiều sản phẩm được công ty đưa ra, thì tiến sĩ Joseph Chang là một trong những người gọi là chủ chốt đằng sau, và anh sẽ là người thông dịch cho tiến sĩ Joseph Chang. And again, Dr. Joseph Chang, we are so glad you're here on this call. This is the first call that we have you. Hopefully, you come back. We are expecting maybe we max out the Zoom today at 1,000. So, the stage is yours. I'm your faithful translator. So please take it away. Okay. Well, hi, Aunt. Good morning, everybody on this call. I'm so glad I come and join you guys. Anne is sitting in an empty airport. I'm sitting in the house before I go to work, since it's still 7:30 over here. But anyway, so nice to join you on a Monday morning. It's a wonderful. Xin chào các chị. Hôm nay An thì ngồi ở phi trường vắng, còn tôi ngồi ở nhà. Và đây là một buổi sáng hôm nay 7 giờ rưỡi ở Utah. Và tôi rất là vui được có mặt với các chị ngày hôm nay. Yep. So I guess, you know, sometimes when I sit here in the morning in Utah, I often wonder, you know, what am I doing here in Utah? Because 20 years ago, I was actually in California with this company called Pharmanex, which I co-founded with many of the pharmaceutical industry scientists. Và có những buổi sáng tôi ngồi ở đây ở Utah thì tôi phân vân là không biết tại sao tôi ở đây, tại vì 20 năm trước thì tôi ở Cali và lúc đó tôi là một trong những người thành lập ra công ty Pharmanex với những người có danh tiếng ở trong những cái công ty về dược. Yeah, so in California, actually close to Los Angeles, back in 1995, myself, I came out from the drug company called Wyeth, actually on the Philadelphia on the East Coast, and together with some scientists from Merck, we started this company in 95 called Pharmanex, and we located a company out in Los Angeles and tell the simple story that we really wanted to make a nutritional supplement company to prevent diseases, actually more than anything else, to help the body get healthy. And that's basically the story behind Pharmanex. Và năm 1995 thì tôi và một số đồng nghiệp lúc đó đang làm việc cho hai công ty lớn về dược ở Mỹ, đó là công ty Wyeth và công ty Merck. Và chúng tôi cùng nhau lập ra công ty Pharmanex với cái chủ trương là làm ra những cái sản phẩm, những cái dược thảo để giúp cho người ta phòng bệnh. Because back in 1995, what we found was the fact that in the nutrition supplement category or in this particular industry, there are many companies, but unfortunately, many of those companies are not willing to invest in science to make good quality products. They are really essentially what we find is that they take a leaf or a root or whatever natural products and they just make it into a powder and put it into a tablet or a capsule and say that is good for you. Và lúc đó thì có rất là nhiều công ty làm về những cái dược thảo rồi dinh dưỡng thực phẩm bổ sung, nhưng mà đa số những công ty đó họ không có chịu đầu tư, thành ra là họ có thể lấy một cái lá hay là một cái gì đó họ nghiền nát, họ làm thành bột, thành viên và họ bỏ vào những cái lọ và họ gọi đó là một cái loại dược thảo. Yeah. And many times what we find, because we are scientists, we say, gee, is that how they are selling supplements? So when we analyze those products, we find that it really has not many active ingredients in those tablets or capsules. So when a person takes it, it does not provide any benefits. Và lúc đó chúng tôi rất là ngạc nhiên và chúng tôi hỏi chứ ủa, đây là cái cách mà họ bán dược thảo à? Tại vì khi chúng tôi phân tích những cái thành phần ở trong đó thì hầu như tất cả những cái thành phần trong dược thảo đó không có kết quả. Và chúng tôi có cái quyết định. In fact, most often times we find that these products, as we analyze it, we find that actually they did not even remove the toxic contaminants, you know, like lead, heavy metals, or pesticides or fertilizers. Because after all, these are natural products, right? So the farmer is using a lot of these things to grow in the ground. And if you're not careful, you're going to put these toxic contaminants in your final product also. Và càng nghiên cứu nhiều về những cái sản phẩm của những công ty khác thì chúng tôi khám phá rằng là ngay cả những công ty đó họ cũng không có dành thời gian và tiền bạc và nghiên cứu để mà bỏ những cái tạp chất, ví dụ như là chất phân bón hoặc là chất trừ sâu hoặc là những cái kim loại ở trong những cái sản phẩm đó. Thậm chí là khi mà họ trồng những cái đó, ngay cả miếng đất họ trồng cũng đã bị nhiễm những cái đó rồi
và những công ty khác họ hoàn toàn không có loại bỏ những cái đó ra khỏi cái sản phẩm mà mình uống. So together with myself being a scientist and with all the other scientists from Merck and so on, we wanted to start a company that can actually will be able to formulate products that are safe and effective. Và lúc đó tôi và những đồng nghiệp đang làm việc cho Merck thì chúng tôi quyết định rằng là chúng ta hãy lập một công ty dùng những cái sản phẩm và nguyên liệu an toàn và có hiệu quả cho người tiêu dùng. So we, for all intents and purposes, you know, that's the reason why we do science, is to make sure, because science is about getting data, it's about getting scientific evidence to prove, not to say that your product is safe, but to demonstrate your product is safe and effective. Vì chúng tôi là những người khoa học gia, và khoa học tức là phải chứng minh được. Khoa học không có nghĩa rằng là nói rằng sản phẩm này an toàn và có hiệu quả, mà khoa học là chứng minh được sản phẩm này an toàn và có hiệu quả. So that is essentially the story we told to many investors. And in fact, these are sophisticated investors. These are what we call institutional investors from Fidelity, from one of these big venture capital companies. And we raised about $38 million to start Pharmanex. Và đó là cái câu chuyện của chúng tôi, tức là chúng tôi muốn làm những cái loại dược thảo và dinh dưỡng an toàn có hiệu quả, và chúng tôi nói những cái điều này, chia sẻ những cái điều này cho cái giới chuyên môn đầu tư, và chúng tôi đã thâu được 38 triệu tiền đầu tư vào công ty mới này. Yeah. So with that, for intents and purposes, some of you may have heard or may have read about in New Skin Now, we have this quality process that is called a 6S process. That was actually the development or the invention from Pharmanex. Và có thể các anh chị đã nghe rằng trong New Skin có cái quy trình gọi là 6S. Đây là một trong những cái quy trình mà đã áp dụng cái thời điểm của Pharmanex để họ sàng lọc, để họ làm tiêu chuẩn những cái sản phẩm của Pharmanex. So, in 1995, so over the years we developed 5 products in Pharmanex when we were standalone in California. And we sold those products and market those products in roughly about 28,000 stores in the United States. Và lúc đó mới đầu chúng tôi đã làm ra 5 sản phẩm. Tại vì lúc đó Pharmanex là một công ty độc lập, chưa được hợp với Nu Skin. Thì chúng tôi làm 5 sản phẩm, và 5 sản phẩm đó được bán ở trên 38,000 những cửa hàng ở Mỹ. So we became fairly successful by doing the traditional mass marketing of our products, because at that time back in 95 and between 95 to 97, you will see many of the Pharmanex products in stores like Rite Aid, CVS, you know, Walgreens and so on in the supplement section. Và chúng tôi lúc đó cũng khá thành công theo cái kênh phân phối truyền thống qua những cửa hàng như là Rite Aid, Walgreens, CVS và những cái cửa hàng như vậy. Chúng ta thấy rất là nhiều sản phẩm của Pharmanex được trưng bày và bán ở đó. So because of those sales and because of the successful marketing of our products, we Pharmanex became rather well known. And in early 98, there was a company from Utah that got heard about us and visited us in California. Và lúc đó chúng tôi khá thành công, thì từ năm 95 đến 97 chúng tôi khá thành công, thì đầu năm 98 có một công ty ở Utah nghe tới công ty của chúng tôi và tìm tới và tham quan công ty của chúng tôi. So obviously that company was New Skin, who came and visited Pharmanex back in early 98. Và đó chính là công ty New Skin đã tới và tham quan công ty của chúng tôi vào đầu năm 1998. Yeah. Originally, their idea when they visited with us was actually just to license a couple of our products to sell in the direct selling channel. Và mới đầu cái mục tiêu của họ chỉ là tới để mà xin một số bản quyền để bán một vài sản phẩm của họ qua cái kênh phân phối của họ lúc đó thôi. But when they hear, when we sat down, obviously there was a lot of discussion at that time with New Skin managers and people and ourselves in Pharmanex. The more they heard about our story, that we are a science-based company that can produce and develop pharmaceutical grade dietary supplements. Then they became more and more interested, and finally they suggested, why don't you become a family member of the New Skin family? Và khi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau, thực sự qua những cái cuộc bàn thảo và nói chuyện, thì họ mới nghe được rằng là công ty của chúng tôi là một công ty dựa trên khoa học và có những cái sản phẩm có chất lượng.
Và sau khi nói chuyện rất là nhiều thì công ty Nielsen đề nghị rằng tại sao chúng ta không trở thành những thành viên trong cùng một gia đình. So what they want, that what they were interested in back in 98 was actually looking at our what we call the R&D engine. They feel that by buying the whole company, they can then use that engine to produce both skincare products and also nutritional supplements in Nu Skin. Và lúc đó, công ty Nu Skin đang nhìn vào cái cỗ máy nghiên cứu khoa học của công ty Pharmanex và họ nghĩ rằng là với cái bộ máy mà nghiên cứu và một cái dàn nghiên cứu của Pharmanex thì có thể đem và hợp với công ty Nu Skin và đem nó lên một cái tầng kế tiếp. Yeah, so in 98, I remember, I think it was in October 98, that's when we decided to go with Nu Skin. In fact, it was a bit of a very intense discussion in Pharmanex because we have two other offers from drug companies to buy Pharmanex also. Và tôi nhớ rằng là tháng 10 năm 98, lúc đó thì có thêm hai đối tác khác muốn mua công ty Pharmanex ngoài Nu Skin ra. Và chúng tôi có một cái cuộc sự chọn lựa giữa ba công ty đó. Yeah. So the question obviously is, how do you choose? Because on the money side, in other words, the offer that was made by the three companies was very similar. It's about, you know, 135 to 138 million. So it's not because of the price. The question is, how can we go into a company that can actually start to grow Pharmanex as over the years as well? Và lúc đó thì cả ba công ty đều đưa ra những cái giá giống nhau, tức là khoảng 135 tới 138 triệu. Và nếu mà chỉ có chọn lựa trên cái tiền không thôi thì không phải. Chúng tôi muốn chọn lựa với một công ty làm sao mà để có thể đưa Pharmanex tới một cái tầm kế tiếp. Yeah. So like many of you listening on this Zoom call, you know, I have no idea what network marketing or direct selling is, because as I mentioned to you, we were in a mass market. So we know a lot about mass marketing, but very little about direct selling. So Nu Skin had to explain or tell their story to us to say, well, with direct selling, you will have a more effective way of telling the Pharmanex story and selling Pharmanex products. Và giống như rất là nhiều bạn ở trên đây đó, chúng tôi là những người khoa học và chúng tôi hoàn toàn không biết kinh doanh mạng lưới là gì cả. Chúng tôi rất là thành công trong kinh doanh truyền thống và phân phối theo kênh truyền thống mà thôi. Vì vậy lúc đó chúng tôi hỏi Nu Skin là khi mà chúng tôi cùng làm việc thì làm sao bạn có thể bán được cái sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn là những cái gì chúng tôi đang bán. So obviously the drug companies, if we had sold to this drug company, in fact one of them was my old company Wired, we would know the model, the marketing model is the same. It will still be in those 28,000 stores, but we will just invest more in advertising, you know. So we say Nu Skin is maybe a bit more effective for us because we find that the science story can be told much better by people like you and our leaders in Nu Skin. Vì lúc đó một trong những công ty muốn mua công ty của chúng tôi đó là công ty Wyatt. Thì tôi biết rằng là nếu mà những công ty đó họ mua đó, thì họ sẽ bán theo cái kênh tôi đang bán. Tức là vẫn sản phẩm của chúng tôi vẫn bán trên 38.000 những cửa hàng. Họ chỉ có thêm nhiều tiền để quảng cáo thêm mà thôi. Còn vào trong này thì khác. Nhưng mà sau khi phân đo đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là qua cái mô hình của Nu Skin nó sẽ hữu hiệu hơn. Tại vì sẽ có những người như anh chị là những người học, hiểu và chuyên môn đủ, đi gần đủ để giải thích sản phẩm của chúng tôi cho những người khác. Yeah. Obviously, as you can imagine, in direct selling, you'll be talking to a lot of people, potential customers. So in on the average, we find when we were in those 28,000 stores, every customer will not spend more than 10 minutes choosing a supplement. Và tôi biết rằng là đối với các anh chị thì các anh chị gặp rất là nhiều người và dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với đối tác của mình. Còn chúng tôi đã nghiên cứu khi mà những cái sản phẩm này nằm trong những cửa hàng đó, thì một người ta không có dành quá 10 phút để mà nhìn vào cái sản phẩm của chúng tôi. So, although we were fairly profitable by being in those 28,000 stores, we had to do a lot of marketing. We had to invest a lot of money into marketing to compete with lower price supplements that were not very good. But an average customer cannot tell the difference between a good quality supplement and a high quality product. Và các chị cũng biết rằng là trong những cái cửa hàng đó thì mặc dù chúng tôi khá thành công, nhưng mà trong những cái cửa hàng đó thì chúng tôi phải bỏ rất là nhiều tiền để quảng cáo, để mà cạnh tranh với những cái đối thủ khác, đặc biệt là những cái đối thủ bán giá thấp.
Tại vì những người khách hàng họ không phân biệt được là sản phẩm nào tốt và sản phẩm nào rẻ. So we decided that perhaps New Skin would be the best partner for us, and we decided in October to merge with New Skin. Và chúng tôi tự nhiên quyết định rằng New Skin là một đối tác phù hợp nhất, và vào cuối tháng 10 năm 1998 thì chúng tôi kết hợp và nhập lại cùng với công ty New Skin. So here's an interesting story for all of you, if you haven't heard it, is that as soon as I stepped into New Skin in the Provo, you know, the high-rise building that some of you or many of you have seen, Blake Roney, the founder of New Skin, said to me, okay, Joe, now is the time for you to take all your products away from those 28,000 stores. Và đây có thể là cái điều mà có thể nhiều người không biết này, là sau khi mà chúng tôi đã sáp nhập lại rồi thì tôi tới Provo và tôi gặp Blake Roney là người sáng lập công ty New Skin, và Blake nói với tôi như vậy này, đây là lúc mà bây giờ chúng ta sẽ dẹp hết tất cả những cái sản phẩm đang bán ở những cửa hàng đó, lấy ra khỏi những cửa hàng đó. So I was very confused. I said, why is Blake Roney wanting to do this? Because we were profitable selling products in those stores. So in business, right, you like to have many channels open to sell your products. So why close a profitable channel? I did not understand Blake Roney reasoning back in 98. Lúc đó tôi rất là rối, là tại vì đối với tôi thì đơn giản như vậy này, là nếu mà một cái kinh doanh đang thành công, đang phát triển, chúng ta sẽ giữ. Và đặc biệt là chúng tôi đang phát triển và chúng ta đang kiếm được tiền, đang có thu nhập. Vậy thì nếu mà kinh doanh, chúng ta nên mở nhiều cái kênh khác nhau và chúng ta sẽ không có dẹp cái kênh đang có thu nhập. Vậy mà Blake Roney phải nói với tôi là bây giờ không bán ở trong những cửa hàng nữa, lấy tất cả những cái sản phẩm ra khỏi 38,000 cửa hàng đó. Mà lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu. So here's the, if I summarize what he was saying to me, his reason was this. He says New Skin has always been and will always be a company created for the distributors, by the distributors, and with the distributors. Mà lúc đó Ronnie mới giải thích cho tôi như vậy nè, là công ty New Skin là công ty được thành lập bởi nhà phân phối, cho nhà phân phối, với nhà phân phối. In other words, New Skin is a very strange company. It is actually in partnership with all of you. Cho nên là tôi thấy rằng là công ty New Skin là công ty khá lạ, mà là đó là công ty mà kết nối và kết hợp với những người phân phối như các anh chị. So that was the first time I've ever heard of a company being created in such a business model. Usually a company would just sell the products, right? The customer is not part of the company. Và thường thường á, thì đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái mô hình kinh doanh kiểu đó. Tại vì các anh chị để ý là một người khách hàng thường thường không phải là một người đối tác của công ty, họ không có hợp tác cùng với công ty theo kiểu này được. Mà đó rất là lạ đối với tôi. Yeah. So in 98, I frankly, at that time, I didn't say it, but I was thinking it. I was saying, boy, this Blake Roney is not a very clever person. How did he start a company that is so successful in 98? Và lúc đó tôi không có dám nói với Blake, nhưng mà tôi trong đầu tôi nghĩ chứ, ông này hình như là hơi ngốc á, tại vì làm sao mà người ta có thể mở một cái công ty kiểu đó được. Yeah. So anyway, I say it's your company. We sold the company to you, so you can do whatever you want with it. So in January of 1999, we started to sell Pharmanex products in New Skin. That 1 month of sales of Pharmanex products, just 1 month, exceeded our prior 12 months combined together, the sales of Pharmanex products. Và thì lúc đó tôi nói với Blake, thôi bây giờ công ty của tôi thì ông cũng đã mua rồi, ông muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên là trong vòng chỉ mấy tháng sau, cái doanh số bán hàng của sản phẩm đó gấp 10 lần doanh số, tức là trong vòng một tháng họ bán bằng tổng doanh số chúng tôi bán một năm trước đây qua những cửa hàng đó. So you can imagine, I was very surprised, right? But as a scientist, I have to look at the evidence and believe the data. Since now that we are successful, now I'm beginning to understand the power of this network marketing direct selling channel. Và đối với một người khoa học thì tôi luôn luôn nghiên cứu và tìm hiểu, và lúc đó tôi mới hiểu được cái sức mạnh của cái hình thức phân phối qua cái mạng này. So since then, since what, 1999, over the last 20 years, Pharmanex have been totally integrated into New Skin. We have in fact, you know, continued to innovate and bring out new products. But an important thing is,
you know, we never stop having these products as one of the major reasons to make all of you successful. Và từ đó tới nay thì chúng tôi gọi là kết nối và làm việc gọi là nhập thành nhập hoàn toàn với công ty New Skin và liên tục và tiếp nối để làm ra những cái sản phẩm để giúp đỡ những người như chúng ta để chúng ta có thể kinh doanh. And we have continued, obviously, now with New Skin products and with the Pharmanex products, we have become the world's leading anti-aging company in the world. Và kết hợp giữa cái dòng xanh chăm sóc da của New Skin và dược thảo và khoa học của Pharmanex thì chúng ta trở thành công ty chống lão hóa lớn nhất trên thế giới. Yeah. And over the last 4-5 years, we have also introduced a lot of skincare beauty devices that are one of its kind, very innovative to support your business. So Pharmanex has been a very good combination with the skincare, with the New Skin skincare products to bring you, to keep you looking young and feeling really good. Và trong vòng 5 năm qua thì chúng tôi giới thiệu khá nhiều những cái sản phẩm và công nghệ để giúp cho người ta làm đẹp. Và cái sự kết hợp giữa sản phẩm của Pharmanex và New Skin ở trong và ngoài có thể làm cho chúng ta kết nối chặt chẽ hơn mà giúp chúng ta kinh doanh tốt hơn và đặc biệt là giúp chúng ta nhìn trẻ hơn và khỏe hơn và đẹp hơn. Yeah. And so on the science side, our products fundamentally, if you look, it doesn't matter whether it's our skincare products or whether it's our Pharmanex products, the foundation of our products is the reason that our products actually attack the sources of aging rather than just covering up the signs of aging. Và không cần biết rằng là đó là sản phẩm về da hay là về sức khỏe, cái nền tảng của nó, tức là cái nền tảng của tất cả những cái dòng sản phẩm này đó là tập trung và tác động vào cái nguồn gốc của sự lão hóa. So the more regularly you use our products, whether it's a skincare, beauty device, or our 180 or transformation, all these products, if you use them the more regularly, the better the sources of the aging in your body are being controlled. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta xài những cái sản phẩm ở trong và ở ngoài thường xuyên và đều đặn á, thì cái nguồn gốc của sự lão hóa của mình sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn và tốt hơn. In fact, many of our products, if you think about it, they are not very different from the old, not the old, but the traditional Asian philosophy. You know, when you take, I think the Vietnamese type of approach to these kind of herbal products or natural products, it's not very different from Chinese in general. It's about taking care of the whole body, you know, rather than taking care on just one part of the body. Và cái giải pháp hiện tại bây giờ nó rất là phù hợp với cái văn hóa của người phương Đông châu Á của mình. Và người Việt và người Hoa nó giống nhau ở chỗ rằng là chúng ta không có chỉ tập trung vào một điểm nào đó trên cơ thể mà chúng ta chăm sóc toàn bộ cái cơ thể của mình. Yeah. And therefore, I think except the difference obviously is the fact that we use a lot of modern science to sort of see how we can take care of the whole body together. And that's why we developed this technology that we call H-Lock, focusing on genes. Và cái sự khác biệt duy nhất á, là chúng ta đem những cái quy trình đó, những cái phương pháp đó trước đây làm nó biến thành một cái công nghệ và khoa học để có thể kiểm soát và làm tốt hơn. Tức là công nghệ và làm khoa học hóa tất cả những quy trình đó. Yeah. So when you want to think about, I know sometimes the science can be quite technical, you know, only a scientist can understand some of these things. But when you think about age law, you're really talking about genetic sources of aging, which are fundamental and how they can control to keep your body young and healthy. Và dĩ nhiên là khi mà nói về cái này thì chúng ta nghĩ rằng là chỉ có khoa học da mới có thể giải thích được. Nhưng mà cái cách đơn giản nhất á, là khoa học của ASOC, đó là cái khoa học tập trung vào tận gốc rễ của những cái tế bào và những cái gene làm cho mình bị lão hóa. Yeah. So that's really what H-Lock is. In fact, even after we started developing H-Lock almost 10 years now, 2008, I think, we started with H-Lock, and we bought this biotech company, LiveGen, to help us develop this genetic science even more back then. Và từ năm 2000, tức là khoảng 2008, chúng tôi bắt đầu với công nghệ H-Lock và chúng tôi mua luôn công ty LiveGen để có thể sử dụng cái khoa học độc quyền đó để mà khám phá và làm ra những cái sản phẩm liên quan về chống lão hóa. So we continue to innovate on that front, right?
And more recently, I've mentioned something about devices. We are now the number one beauty device company in the world now. With Galvanic Spa or Facial Spa in the US. We have the Lumi Spa, and then we also have the Body Spa and the AgeLock Me. All these devices together have made Nu Skin the number one beauty device company. Và dựa trên cái nền tảng đó thì trong những năm qua chúng tôi tiếp tục làm ra những cái sản phẩm, ví dụ như là máy Galvanic Spa, máy Lumi Spa và những cái công nghệ liên quan, đều liên quan tới công nghệ AgeLock, và từ đó làm cho công ty Nu Skin trở thành công ty số 1 về những cái công nghệ về làm đẹp và chăm sóc da. Perhaps one thing I should mention to all of you, because if you look at our product catalog, whether it's on the skincare side or also on the Pharmanex side, you notice many of our we have many products ranging that are sold at different price range, right? So khi mà các anh chị nhìn vào những cái sản phẩm của mình đó, chúng ta có thể thấy rằng là nhìn rất là nhiều sản phẩm và những cái sản phẩm đó có những cái giá khác nhau. Yeah. So don't let the price of the product imply to you or suggest to you that a lower price product is of different quality from the higher price product. They are all developed at the same with the same quality process. Cho nên các anh chị đừng có nhầm lẫn rằng, đừng nghĩ rằng là những cái sản phẩm mắc tiền thì nó khác biệt và nó dùng cái quy trình khác biệt. Tất cả những cái sản phẩm dù rẻ tiền, thấp tiền hay là cao tiền đều được sử dụng một cái quy trình giống nhau về chất lượng và công dụng. Right, we do not, we use and apply the same quality of science into all our products. There is no difference. Our scientists don't make products just because it's a lower price product. We don't use the same science. Thành ra là có một số sản phẩm giá thấp không có nghĩa rằng là chúng tôi bỏ lơ nó hay là làm một cách rất là xuề xòa, mà chúng tôi đều sử dụng một cái quy trình giống y như nhau để mà có cái chất lượng tối cao nhất. So, let me give you an example. Tea green is a good example, right? And you would have, tea green has been, in fact, it was one of the five products we actually developed in Pharmanex back in 1998. Tôi có thể cho các anh chị cái ví dụ về tea green. Tivin là một trong năm sản phẩm đầu tiên mà công ty Pharmanex làm ra ở thời điểm đó. It's an interesting story because for most Asians, when you look at tea green, you say, well, that's just a green tea product, right? We get the tea leaves and we use it and put it into tea green and say, well, any green tea product would be the same. Và đây là chuyện thú vị này, tại vì người châu Á của mình chúng ta uống trà rất là nhiều và chúng ta nghĩ rằng là trà và lá là lá và cái nào cũng giống nhau hết. Và chúng ta nghĩ rằng cứ lấy một cái lá trà xuống là nó sẽ giống nhau. Actually, it's not. Because if you look at our tea green on the bottle, you will see that it's actually called tea green 97.7. That number 97.7 actually means something. Và nếu mà các chị nhìn vào cái hũ chai đó, trên cái chai nó đề là Tea Green 977. Cái số 977 đó nó có một cái ý nghĩa của nó. That is because the number actually refers to the amount of active ingredients in the Tea Green product. Và con số đó nói cho các chị biết rằng là trong cái trà đó, cái hàm lượng mà có kết quả rất là cao, tức là 97.7. Right. So when you think about it, it's quite easy to understand with natural products because, okay, I think many of you drink wine too, right? So now you all know that wine comes from grapes, correct? Yeah. Go ahead. Một số anh chị em chúng ta, một số anh chị em cũng uống rượu đúng không? Ví dụ uống rượu nho và chúng ta biết rằng rượu nho thì tới từ nho. But you notice that even from the same vineyard, every year the price of the bottle of wine is different. Some are more expensive in certain years compared to the previous years because that vineyard in that year has produced a great wine, a great wine from the same grape. Và các anh chị cũng thấy là ngay cả một cái vườn nho cùng là một vườn nho đó, nhưng mà cái những cái rượu được làm ra từ cái vườn nho đó từ năm này qua năm kia nó vẫn có thể khác nhau về giá cả, tại vì có những năm cũng là cái vườn nho đó nhưng mà cái rượu nó ngon hơn, cái chất lượng nó đã khác rồi. So that's because obviously the reason why that wine in a particular year is expensive is because that grape for that year was changed quite a lot by the weather. You cannot control weather. You cannot control rain. You cannot control temperature. That's why that year you get a vintage wine.
Và những cái năm mà rượu nó mắc đó thì rõ ràng là tại sao? Tại vì có thể cái nho của năm đó nó ngon hơn, nó tốt hơn. Và có những cái chúng ta không có kiểm soát được là thời tiết, trời mưa, trời nắng chúng ta không có kiểm soát được. Nghĩa là có những năm thì chất lượng nó hoàn toàn khác biệt và vì vậy giá cả nó khác biệt. So now you understand why we do signs, because the same thing with tea leaves. When you get a tea leaf and you look at it, you don't really know how good that quality is without doing a scientific analysis. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ áp dụng khoa học. Tại vì khi mình chỉ nhìn vào cái lá không thôi thì chúng ta không có phân biệt được cái lá này có chất lượng như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta đem vào những cái quy trình khoa học để nghiên cứu cụ thể hơn thì chúng ta biết được cái lá nào có chất lượng hay không. So we don't just put ground up tea leaves into tea green. We actually extract the active ingredients from that tea leaf before we put it into the final product. Cho nên là chúng tôi không chỉ lấy cái lá để xay ra làm bột rồi bỏ vào cái viên, nhưng mà chúng tôi chỉ có lấy ra những cái nguyên liệu tốt nhất rồi sau đó mới bỏ vào cái viên tea green của mình. So that's the really part of the success process. We want to make sure that if we analyze the active ingredients, we can then guarantee a product that you get today is exactly the same product that you will get next year. We can actually manufacture it to the same high quality and consistency. Và vì cái khoa học đó, chúng tôi có thể nghiên cứu và lấy ra những cái thành phần tốt nhất và có hiệu quả nhất để bỏ vào những cái viên đó và để bảo đảm rằng là đợt này qua đợt khác, năm này qua năm kia thì chúng ta luôn luôn sử dụng đúng chất lượng, tiêu chuẩn đều đặn như vậy, không có sự thay đổi. Yeah. So and that's our promise to all of you is that the product is a consistent product that you get every year and there is no variation in the quality. Và đó là cái lời hứa của chúng tôi với tất cả mọi người, đó là sản phẩm của chúng tôi chất lượng luôn luôn được bảo trì và duy trì đều đặn ngang hàng từ năm này qua năm khác. Okay. Another product I think is a good example for maybe illustrate what I've been talking about is the mushroom product Regimax that we have in New Skin now, right? Many of you I think have heard of Regimax. Và một cái sản phẩm kế tiếp chúng tôi rất là thích đó là sản phẩm Regimax, tức là nấm linh chi. Đó là một sản phẩm mà người châu Á mình xài rất là nhiều, đúng không ạ? Yeah, I'm sure there's a Vietnamese word for it because in Chinese that reishi is known as linh chi, which is a very commonly used mushroom in Chinese medicine, and I'm sure in Vietnamese too because it's so close culturally that mushroom is very popular in Asia. Và tôi tin chắc chắn là tiếng Việt cũng có, ở tiếng Hoa thì linh chi, tiếng Việt Vietnamese linh chi too. So tiếng Việt cái đó là nấm linh chi các anh chị nhé. Right. So many of us are very familiar with that mushroom. What we are not aware of is that mushroom in general, we as scientists know, they tend to absorb anything that they grow in. In other words, they take everything from the environment. That's what a mushroom does all the time. So cái gì biết là nấm đó, nó có một cái chức năng là nó sẽ hấp thụ tất cả những cái gì mà chung quanh cái môi trường của nó, tức là gốc rễ nó sẽ hấp thụ những cái tinh chất ở đó và thậm chí là tạp chất dĩ nhiên, tức là nó hấp thụ lên vào cái nấm. Right. So you can imagine if the environment is dirty and we tend to get a lot of our reishi mushrooms from China. You can imagine, right? If the environment is polluted, whether it's in the air or in the soil, that mushroom will take up all those toxic contaminants as well. Cho nên là nếu mà môi trường và không khí ở nơi trồng nấm đó mà nó bị ô nhiễm thì cái nấm nó sẽ bị ô nhiễm. So many companies don't test for these toxic contaminants in a reishi product. Có rất là nhiều công ty họ hoàn toàn không có kiểm tra để coi là những cái nấm này có bị những cái tạp chất đó hay không. Yeah. So when you take a reishi product from another company, you never know whether you're also taking toxic contamination together with the active ingredients. Cho nên là khi mà chúng ta dùng nấm linh chi của những công ty khác, chúng ta hoàn toàn không biết rằng là chúng ta có vừa uống nấm linh chi cộng thêm vừa uống luôn những cái chất bảo quản hoặc là những cái phân bón vân vân ở trong đó hay không, những cái tạp chất ở trong đó hay không. For example, with our Regimax, when we go through our processing of the mushroom during those steps, we test for more than 300 pesticides. Và cái gì biết là nấm linh chi của New Skin đó, là khi mà trước khi mà chúng ta áp dụng nó thì khi đem vào họ sẽ kiểm tra ít nhất là 300 loại tạp chất khác nhau.
So you can imagine, once we see it, we remove all those pesticides. So at the end, the powder that we put into Reishimax is 100% pure and only contain the active ingredients. Và chúng tôi sẽ thanh lọc hết tất cả những cái tạp chất đó để khi mà nó trở thành sản phẩm mà chúng ta xài đó, thì trong đó hoàn toàn không có bất cứ một cái tạp chất nào. Yeah, that's obviously, when you look at the benefits of Reishimax, I don't have to go a lot into it, but it's a great product to really help to boost and supplement your immune system. So that's a great product to consider. Và các anh chị biết tôi không muốn đi vào chi tiết hôm nay, nhưng mà cái nấm Reishimax linh chi đó, nó có thể làm gia tăng cái hệ miễn nhiễm của mình. Yeah. So you can imagine now I have used two of our products to illustrate the principles in Pharmanex. And then youth, many of you have looked at youth and you look at it, well, you know, I think youth is really perhaps the perfect culmination of our H-Log technology. Và tôi dùng nấm linh chi, Reishimax và Chia để cho các anh chị thấy cái nguyên tắc đằng sau những cái sản phẩm đó. Và cái sản phẩm kế tiếp đó là youth hay là lifespan. Đây có thể là cái sự kết hợp của tinh chất và tinh hoa nhất của tất cả những cái sản phẩm của Pharmanex. In fact, when you look at youth, I would say it took us almost, since we started in 2008, it almost took us 10 years to develop this particular product. Và đối với youth thì hầu như là chúng ta mất gần 10 năm để làm ra cái sản phẩm này. Yeah. And with all the genetic science and all the things, what we find in youth is a product that can now, we can really, with the scientific evidence to say, it protects the whole body rather than just part of the body. Và bây giờ chúng tôi rất là tự hào để nói rằng là cái sản phẩm này là cái sản phẩm có thể bảo vệ toàn cơ thể của mình, chứ không phải là chỉ một bộ phận nào hay là một phần nào trong cơ thể. If anything else, I would say if you're not taking youth now, you should be taking youth today, you know, all the time. It's the best product to consider as a foundational product. Và tôi có thể nói với các anh chị là nếu mà chúng ta chưa có xài youth hay là lifespan bây giờ thì ngay ngày hôm nay có thể nên bắt đầu ngay lập tức. So, those are the Pharmanex products. You all are very, I know all my Vietnamese friends, when you come, you use a lot of new skin products. So I won't talk too much about skincare products. I'll just leave you with one thought on those products. Have you ever seen a sick person looking good? tôi biết là các bạn xài rất là nhiều sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm chăm sóc da. Nhưng mà tôi chỉ muốn để một câu hỏi để cho các anh chị thế này. Các anh chị có bao giờ thấy một người bệnh nào mà nhìn đẹp chưa? So you can imagine how important. If you can keep your body healthy, you are going to look good on your skin, especially with the use of our new skin products. And that's why, you know, if you look good inside, if you feel good inside, you will always show up looking better outside. Cho nên đó, là nếu mà chúng ta bảo vệ cơ thể của mình, chăm sóc cơ thể của mình và làm cho cơ thể mình mạnh khỏe thì mình sẽ được đẹp, nhìn hồng hào đẹp đẽ hơn. Và còn đẹp hơn nữa nếu mà chúng ta sử dụng luôn những cái sản phẩm chăm sóc da bên ngoài. Yeah. And there's obviously no doubt it will take a little bit longer for a supplement to make you look good as well, but it will last longer than is a good complement to our skincare products. Và dĩ nhiên là chúng ta biết khi chúng ta xài dược thảo đó thì cái thời gian để mang lại kết quả nó có thể nó kéo dài hơn, nhưng mà cái kết quả đó nó sẽ lâu dài hơn. So really, the science, when people say, why are you doing science? A company is investing multi-million dollars in doing the science. So why? Because many companies don't do it, and in fact, they produce products without science. So why do the science? I think fundamentally, the reason why in Nu Skin we do science is because we want to make sure that we can support the claims that we make behind our products. Thì tại sao Nu Skin chúng ta áp dụng khoa học? Tại vì có rất là nhiều đối thủ ngoài kia họ không áp dụng khoa học vào trong những cái công nghệ và sản phẩm của họ. Nhưng mà tại sao chúng ta làm cái chuyện đó? Là vì lý do là công ty Nu Skin muốn đứng đằng sau để mà nói rằng là khi chúng tôi tuyên bố một cái điều gì đó, chúng tôi có khoa học để chứng minh và bảo vệ những cái điều mình tuyên bố. And many companies also claim they do science as well when they say it, but they don't really have the evidence to back it up. I mean, when you come and visit, for example, in Provo, our headquarters, the Innovation Center, you know, you'll be seeing
at least more than 50% of the 75 scientists we have in our global R&D. À, một số công ty khác họ có thể nói rằng là họ có khoa học nhưng mà họ không có bằng chứng. Còn đối với chúng tôi đó, khi mà các anh chị vào Provo chẳng hạn đây, các anh chị có thể thấy được ít nhất là 15% của những người khoa học gia. Chúng ta có 75 khoa học gia thì về Provo các anh chị sẽ thấy được 15% những người đó đang làm việc. Yeah, and really fundamentally, you know, all these coming together, personally, I just want to make sure that our products will never ever embarrass any of you when you tell the story and when you recommend these products to your friends, to your family members and to your customers. Và cái điều tôi có thể nói với các anh chị đó là những cái sản phẩm của mình đó sẽ không có làm cho các anh chị mất mặt khi mà các anh chị giới thiệu sản phẩm này cho người thân và gia đình. So that's really the major reason is to make sure that when you have a business and you're doing your business outside, I truly appreciate, you know, it's already hard enough doing it. I want to make sure that our products don't distract you and make you worry about it. Just focus on making you as successful as possible. Vì chúng tôi biết rằng là các anh chị làm việc rất là cực khổ, rất là chịu khó. Và các anh chị đã làm như vậy rồi thì chúng tôi không muốn các anh chị phải lo về chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi muốn các anh chị tự hào để chia sẻ những cái sản phẩm đó cho những người khác. Yeah. And you can see that many, our science has been recognized and validated because many of our products are actually found in this big book that's called the Physician Desk Reference, the PDR. You know, many of our drugs in the US are described. Doctors use that book to prescribe drugs. Our products are actually found in that book as well, that PDR. Và các chị biết là ở Mỹ nó có một cuốn cẩm nang y khoa bác sĩ dùng để mà giới thiệu thuốc Tây cho những bệnh nhân của họ. Thì trong đó dược thảo của Nguyên có 8 sản phẩm được nằm trong cuốn cẩm nang y khoa của Mỹ. Because if we don't do our science and provide the evidence to this book publisher, they will never include us. They will never include our products in that important document. Và nếu mà chúng tôi không cung cấp đầy đủ những cái tài liệu về khoa học cho cái chỗ này, người ta sẽ không bao giờ người ta bỏ sản phẩm vào trong đó. So let me quickly talk about future a little bit because you will always ask me if I don't end a little bit on the future. We have obviously lots of products I've already mentioned. Within the next 6 months or so, you will be seeing another skincare device coming out very soon. I can't tell you what it is, but I can promise you it's going to be another innovation. Luôn luôn trước khi kết thúc thì tôi cũng muốn nói về tương lai một chút, tại vì ai cũng hỏi hết. Tôi chỉ có thể nói với các anh chị là trong vòng 6 tháng nữa thì công ty sẽ giới thiệu một cái công nghệ làm đẹp nữa. Tôi không có thể nói với các anh chị cái đó chính xác là cái gì cả. Yeah. So you already have the new facial spa with the new interface and with the new attachments, right? So you already got that. We have already sort of upgraded that beauty device. Chúng ta đang có cái máy facial spa mới rồi và những cái nhìn bề mặt mới rồi, và đó là một trong những cái mới của chúng ta bây giờ. And obviously many of you are aware and use the Lumi spa itself, and that's another technology, and many people are still trying to copy that particular device. Và dĩ nhiên là chúng ta đang xài Lumi spa, hiện tại bây giờ có rất là nhiều đối thủ họ đang bắt chước để họ làm một cái máy rửa mặt như vậy. So this new device will be very complementary to that whole family of devices we have launched over the last few years. Là cái máy mà công ty sắp sửa cho ra, nó sẽ bổ sung cho những cái sản phẩm, những cái máy mà công ty đã giới thiệu trong quá khứ. Yeah. We're working on another technology very actively. You may have heard of it. I know that Anne has heard and forgotten about it. That is called CEA Grow Weave. It's going to come very soon. Và dĩ nhiên là hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đang có một cái quy trình nghiên cứu khác với một công ty gọi là Grow, và chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm từ đó. That's also another technology we hope in the next few years will allow us and will help us produce very pure raw materials for our products. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái công nghệ đó, trong những năm tới chúng ta sẽ làm ra những cái sản phẩm mà hoàn toàn không bị tạp chất, rất là tinh chất, nguyên chất. Right. So those are the things. I think as we say when we continue to innovate is to make sure that we keep your business opportunity very fresh, right? That's the reason
I mean, it's not much point. Although we are a 35-year-old company, we are not an old company because we are one of the very few companies that innovate all the time. Mà chúng ta cũng biết rồi, chúng ta muốn luôn làm mới cái quy trình làm kinh doanh của mình. Mặc dù công ty mình 35 năm trên thị trường, nhưng mà chúng ta luôn luôn làm mới. So, okay, I got a question for you. Yeah, go ahead. Well, I can't let you go until I ask this question. Anh có một câu hỏi cho tiến sĩ Chia sắp trang. With what's going on right now, I know our product don't cure any diseases. Okay, we make no such claim. But in order just to protect ourselves, do you have any recommendation? Anh đang hỏi rằng là hiện tại bây giờ với những cái tình hình đang xảy ra như vậy, sản phẩm nu sinh không có trị bệnh, nhưng mà có cái gì giúp chúng ta để chúng ta phòng ngừa hay không? Yeah. So obviously, one of the most important thing to have is a very strong immune system in your body, right? Cái điều mà rất là quan trọng rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái hệ miễn nhiễm cao, tốt. Because if you have a strong immune system in your body, then you can imagine that immune system will help you to recover very quickly from any condition. Và nếu mà chúng ta có một cái hệ miễn dịch và miễn nhiễm tốt thì chúng ta có thể phục hồi mau khi mà chúng ta bị bệnh hay là bị nhiễm. Yeah. Invariably in this time of worry and so on, you notice that people with weak immune system are the folks who tend to suffer the most. Và trong cái thời điểm hiện tại thì những người nào mà họ hệ miễn dịch thấp đó thì họ bị nhiều hơn, họ bị nặng hơn. So the most important thing is to take care of yourself, is to build this immune system to a very high level. Thành ra là cái cách tốt nhất để chăm sóc mình đó là làm sao để mà cái hệ miễn dịch của mình càng tốt, càng mạnh càng tốt. Yeah. And one of the ways you can do it is to keep your body nutritionally healthy, right? In other words, to eat right, to make sure you keep your body healthy, and that way the immune system will also stay healthy. Và một trong những cách để chúng ta làm chuyện đó là làm cho cơ thể mình luôn luôn mạnh khỏe qua những cái sự dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung. As you can see in our catalog, or you can see, sort of just look around, it's very obvious in Nu Skin, we have many products that we sort of in a way that are help to support the immune system. Và trong cái cuốn catalog chúng ta có rất là nhiều sản phẩm có thể giúp để mà cho chúng ta có cái hệ miễn dịch tốt hơn. Yeah. And those are the products. Good. Yeah. Okay. Yeah. We'll go into the details later. Yeah. But Joe, Dr. Joe Chang, we are so thankful to have you here. You broke the record. Our Zoom is maxed out at 1,000, and there were people trying to get in that couldn't do it. So with you on, I don't know whether have you been on a Zoom that have 1,000, but today that's what happened. So thanks for being on, and maybe we can invite you back sometime in the future. Any parting words? Absolutely. Well, it's great. I mean, I'm so glad the airport is so quiet. We didn't have too many distractions from your side, so that's a good thing. And thank you for everybody. And it's an open invitation to your whole group and anybody listening in that you haven't visited Provo, please come. You know, it's an open door at our Nu Skin headquarters, and I would love to meet all of you. It's so good to have so many people listening in. Và cái lời chia tay là chúng tôi, cái cửa Nu Skin ở Provo rất là mở, và tôi muốn mời gọi những ai chưa có dịp tới đó, hãy tới, và tôi muốn có cơ hội để gặp các anh chị, và tôi rất là vui hôm nay có rất là nhiều người được lắng nghe. Okay. Thank you again. Thank you. Thanks, An. Have a safe travel. Thank you. Be safe. Thank you. Thank bye you, bye. Joe. Bye. Okay, bye-bye. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp các anh chị trong những Zoom ngày mai.